Thưa quý vị, cách đây hơn 140 năm thì tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam đã được hình thành và đi vào hoạt động nối Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh với Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Sự kiện này đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sớm có hệ thống đường sắt trên thế giới. Thế nhưng hàng chục năm trở lại đây, vận tải đường sắt từ vai trò chủ đạo đã dần mất đi thị phần cả về hành khách và hàng hóa, chỉ còn chiếm tỷ trọng từ 1 đến 2%. Thực tế này cho thấy đã đến lúc ngành đường sắt Việt Nam cần được thay đổi diện mạo và vai trò mới. Mạng đường sắt Việt Nam hiện đang hoạt động với 7 tuyến chính. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, hạ tầng toàn hệ thống đường sắt đã xuống cấp và lạc hậu từ nhiều chục năm nay. Hầu hết các đầu máy, toa xe đều có thời gian khai thác từ 13 đến 58 năm. Một số thiết bị đã được đại tu tới lần thứ 3 và khó có thể mua vật tư, phụ tùng thay thế do sử dụng công nghệ cũ đã dừng sản xuất. Sau hơn 5 năm nỗ lực tái cơ cấu cả về hình ảnh và chất lượng dịch vụ, bộ mặt đường sắt đã có một số chuyển biến nhất định nhưng vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với các phương thức giao thông khác. Với những người làm đường sắt thì rất là mong mỏi cái sự thay đổi và cái sự đầu tư quyết liệt để có cái mạng lưới đường sắt tốc độ cao quá 90 để mà chúng ta khẩn trương đầu tư. Đến thời điểm này, chúng ta bàn về xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam đã là chậm so với thế giới và so với cái quy mô của nền kinh tế Việt Nam. Năm 2022, vận chuyển đường sắt đạt 5,7 triệu tấn, gấp 2,5 lần so với năm 1990 và sản lượng luân chuyển đạt gấp 4,5 tỷ tấn, tức là gấp 5,4 lần. Cùng thời gian đó thì sản lượng vận tải bằng đường bộ đã tăng gấp 50 lần, còn đường biển là gấp 26 lần về vận chuyển. Mạng lưới đường sắt quốc gia với khổ đường 1.000 mm thiếu đồng bộ với nhiều quốc gia khiến vận tải đường sắt đang dần mất đi thế chủ lực trong phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Đầu tư cho đường sắt cao tốc là đầu tư cho tương lai, bởi nó không chỉ là bài toán của một đoàn tàu, một tuyến đường sắt mà có thể đem lại hiệu quả kinh tế, mà nó còn tác động trực tiếp đến các vùng kinh tế trọng điểm. Quan trọng hơn cả, nó còn là một cấu thành trong tổng thể hệ sinh thái giao thông vận tải hiện đại và có tính bền vững cao trong tương lai. Và đó cũng là mong muốn của hầu hết những người dân, hành khách tại ga Hà Nội khi được hỏi về đường sắt tốc độ cao. Tôi là khách du lịch, tôi cũng muốn có nhiều chuyến tàu nhanh giữa các điểm đến để kết nối với nhau. Tôi mong muốn mà chính phủ mà làm sao được cái dự án được giúp kéo dài, chúng ta đi càng nhanh càng tốt. Dự báo tới năm 2050, nhu cầu vận tải hàng hóa là hơn 18 triệu tấn một năm, vận tải hành khách đạt hơn 119 triệu lượt một năm. Những con số này cho thấy cần có một tuyến đường sắt tốc độ cao, hiện đại, thuận tiện để có thể vận chuyển khối lượng lớn, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao. Vâng, và việc đầu tư cho đường sắt tốc độ cao nhằm hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ bền vững, phát huy tối đa lợi thế của các phương thức vận tải khác trên hành trình Bắc Nam, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập và đặc biệt là thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đã được nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kết luận số 49 của Bộ Chính trị xác định. Hành lang kinh tế Bắc Nam kết nối 20 tỉnh, thành phố với khoảng 40% khu công nghiệp, 55% cảng biển lớn, 67% khu kinh tế ven biển. Đây là hành lang kinh tế quan trọng nhất khi đóng góp trên 50% GDP cả nước. Đầu tư đường sắt tốc độ cao, hiện đại để thúc đẩy, tạo đà phát triển bứt phá cho tuyến hành lang kinh tế này hiện được đánh giá là cấp bách. Điều cần ở đây là chúng ta đang rất thiếu về vấn đề phát triển giao thông, đặc biệt giao thông đường sắt. Cho nên là cái chi phí logistics rất cao, nó làm cản trở việc thu hút các nhà đầu tư. Chúng ta rất cần phải có một hệ thống giao thông tốc độ cao với khối lượng vận chuyển lớn. Với điều kiện đủ, chúng ta đang có đủ nguồn lực để chúng ta có thể đầu tư xây dựng một cách đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường sắt một cách hiện đại. Vì nợ công của chúng ta hiện nay đã rất thấp, mà chính đây sẽ là một cái dư địa để chúng ta sẽ huy động được các nguồn lực cho đầu tư. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, kết luận của Bộ Chính trị cũng đã đặt ra nhiệm vụ phấn đấu khởi công một số đoạn đường sắt tốc độ cao đến năm 2030. Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch mạng lưới đường sắt 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã hoạch định phát triển tuyến đường sắt này. Xây dựng đường sắt tốc độ cao cũng chính là hiện thực hóa chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nếu mà chúng ta đầu tư được một tuyến đường sắt tốc độ cao, giúp cho rút ngắn khoảng cách địa lý, mở ra rất nhiều cái không gian phát triển kinh tế, sẽ rất hiệu quả với việc kéo giãn các đô thị, giải quyết các cái bất cập về cái làn sóng di dân hiện nay đến các đô thị và đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cái hệ lụy
mà đến nay chúng ta vẫn còn chật vật để xử lý. Đồng thời những cái không gian phát triển kinh tế mới thì chúng ta có thể khai thác rất hiệu quả về quỹ đất, bổ sung cho nguồn lực quốc gia để tái đầu tư, để phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chuyên gia nhận định nếu có tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại, vận chuyển khối lượng lớn sẽ không chỉ đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, xử lý những tình huống khẩn cấp mà còn đưa Việt Nam từng bước hiện thực hóa thành công cam kết với quốc tế về phát thải zero vào năm 2050.